Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phông nền với này đi ActJS cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 14, thì bữa nay tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm tây ở trong React. Như ở bữa trước thì là buổi 13 thì tôi có giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm drop. Thì ở bữa trước thì là buổi 13 thì tôi có giới thiệu cho các bạn về cách mà sử dụng drop và cái khái niệm drop là gì. Thì drop thì nó có tính chất là của nó là read only. Thì các bạn có thể đọc về cái tính chất read only của nó ở đây. Thì như ở đây thì nó có giải thích là khi các bạn khai báo một cái component như là function hoặc class component thì các bạn không bao giờ có thể chỉnh sửa được chính cái drop của cái component đó. Tuy nhiên thì ở trong một cái ứng dụng thực tế thì cái data nó là dynamic, là động và nó có thể thay đổi qua thời gian. Thì vì thế thì thằng React nó mới ra được cái khái niệm gọi là tây. Thì tây này nó sẽ cho phép các component là thay đổi cái đầu ra hay là thay đổi các dữ liệu qua thời gian trong cái phản hồi này, các hành động tương tác của người dùng hoặc là các hành động phản hồi này, cái network vân vân. Thì bữa nay thì là buổi 14 thì tôi sẽ đi tìm hiểu giới thiệu cho bạn về khái niệm tây. Các bạn có thể vô cái mục doc, vô mục main concept, rồi vô mục tây and lifecycle này và các đọc tìm hiểu về tây. Tuy nhiên thì thằng React nó ra một cái tài liệu mới thì các bạn phải vô cái link ở đây để tìm hiểu về cái thằng tây này. Thì ở đây nó có giải thích tây là một cái bộ nhớ của cái component. Thì các component thì thường nó sẽ cần phải thay đổi cái dữ liệu ở trên cái màn hình khi mà nó tương tác, ví dụ như khi mà nhập dữ liệu này hoặc là khi click cái button nét trên một cái image carousel này thì nó cần phải thay đổi cái hình để nó hiển thị này, hoặc là khi người dùng click vào cái button mua sản phẩm thì nó cần phải đặt một cái sản phẩm ở trong giỏ hàng này đó. Thì cái component này nó cần phải ghi nhớ các thứ như là cái giá trị input hiện tại này, rồi cái hình ảnh hiện tại, rồi cái giỏ hàng hiện tại vân vân. Thì trong React thì những cái kiểu mà bộ nhớ mà lưu trữ cho cái xác định cho cái thành phần của này của component thì nó được gọi là tây đó. Thì các bạn có thể đọc về cái khái niệm mà giải thích về tây ở đây. Vừa nãy thì tôi đã giải thích cho các bạn tây là gì. Rồi bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại tây là gì. Thì tây là nó một cái bộ nhớ của một cái component, hay là nó là một loại bộ nhớ của một cái component xác định nào đó. Thì cái thằng tây này nó sẽ cho phép các component này thay đổi cái dữ liệu đầu ra qua thời gian trong cái phản hồi này với lại cái hành động tương tác của người dùng hoặc là cái phản hồi về network vân vân. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tại sao chúng ta cần phải sử dụng tây. Thì các bạn sẽ đọc đến cái mục when a regular variable is enough. Thì ở đây nó có giới thiệu thì ở đây này nó có một cái component mà nó sẽ render ra một cái image gọi là điêu khắc. Thì khi mà nick nét button á thì nó sẽ show ra cái hình đồ họa tiếp theo, hình điêu khắc tiếp theo bằng cái việc mà thay đổi cái index từ 1 sang 2 và tiếp tục để thay đổi cái index sang các phần tử tiếp theo. Tuy nhiên thì ở đây thì nó không có work này. Đó thì các bạn có thể đọc về cái ví dụ code về cái ví dụ ở đây. Ở đây thì nó có cái hàm mà handle list này và cái button nó button net này, handle list này. Thì cái handle list này thì các bạn thấy là cái logic của nó ở đây này, thì khi mà click thì cái index nó sẽ bằng cái index cộng 1. Đó. Ở đây là có cái index khởi tạo giá trị ban đầu là không này, rồi sau đó khi click thì cái logic của nó là cái index sẽ tăng dần lên, tăng dần lên đó. Và khi click lên thì nó sẽ lấy ra được cái hình điêu khắc theo cái index truyền vào. Đó. Theo cái logic của nó là ở đây là vậy đó, và cái image thì nó sẽ update lại theo cái giá trị truyền vào ở đây đó, cái điêu khắc nó sẽ ở đây. Tuy nhiên thì khi các bạn click vào cái button net demo bên này thì các bạn thấy là nó không có cái gì thay đổi hết đó. Thì ở đây nó có giải thích nè, thì cái hàm xử lý sự kiện handle click thì nó đang update một cái biến local là biến index, nhưng mà nó đang bị
có hai thứ đang chặn cái việc thay đổi, cái việc mà chúng ta xem thấy ở trên kết quả trên màn hình. Thì cái nó giải thích là cái biến local này, thứ nhất là nó không có persist, tức là nó không có đảm bảo giữa các lần render. Và khi cái React render có một lần ở lần thứ hai thì nó sẽ render lại từ đầu và nó sẽ không xem xét bất kỳ cái thay đổi nào từ cái biến local. Rồi cái giải thích thứ hai của nó là khi mà thay đổi các biến local này, nó sẽ không trigger lại cái việc render lại cái command line. Thì React nó không không thực sự cần render lại command line lần nữa với lại cái new data. Thì để xử lý cái trường hợp cái issue ở trên này thì nó có giải thích là các bạn cần phải retain the data between render, tức là chúng ta cần phải quản lý duy trì được cái dữ liệu giữa các nền render này. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải trigger lại cái thằng React để nó render lại cái command line với lại new data này, hay là gọi gọi là re-rendering này. Để xử lý được cái issue này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm mà utility hook. Thì cái hàm utility hook này thì nó là một cái biến dùng để mà duy trì quản lý dữ liệu giữa các lần render này. Rồi cái thành phần thứ hai của cái thằng utility hook này là nó là một cái setter function để mà update lại cái biến tay, và sau đó thì nó sẽ trigger lại cái thằng React để render lại cái component lần nữa. Rồi nó có hướng dẫn các bạn cách sử dụng của thằng utility tay này. Thì cái utility tay này nó là cái React hook function. Đó, thì nó là thành phần trong cái React hook. Thì cái buổi về React hook thì là cái buổi 16 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về chi tiết hơn về cái thằng React hook này. Ở đây thì nó có cách hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng cái thằng tay này. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến tay bằng cách là sử dụng cái thằng view tay này. Đó, thì trong cái file của chúng ta sẽ import cái thằng view tay từ cái thằng React như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái update lại cái code của chúng ta bằng cách là sử dụng cái hàm view tay như vậy. Đó, chúng ta sẽ khai báo một cái biến dạng một cái array như vậy, và bên trong là cái biến của chúng ta in hạ là index này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ set index, tức là chúng ta sử dụng cái set index này để mà set lại cái value. Đó. Thì cái cấu trúc của cái array này thì nó là cái cấu trúc của một cái dạng array đi trước string. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu về cái cú pháp array đi trước string này thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học lập trình Java lead chuyên sâu của tôi ở đây. Đó. Rồi theo quay lại cái phần sử dụng tay. Thì ở đây nó có cái demo về cái sử dụng cái thằng view tay này. Đó thì các bạn thấy nó có import cái thằng view tay từ thằng React như vậy. Rồi tiếp theo thì nó có cái khai báo một cái biến dạng dạng array như vậy. Đó, và sử dụng thằng view tay và nó chuyển cho không để mà set cái giá trị init cho cái biến index này. Đó. Rồi theo là ở trong cái button thì có cái hàm handling này. Đó thì nó sẽ gọi cái hàm set index. Đây set index đây để nó set lại cái giá trị cho cái thằng index này lại. Rồi tiếp theo là cái hình hình điêu khắc này thì nó sẽ bằng chuyển vô là bằng cái index chuyển vào này, và nó sẽ khi mà chúng ta nick handle nick, khi chúng ta nick thì nó sẽ update lại cái index, thì dẫn đến là cái hình rồi cái title cái hình rồi cái description nó sẽ thay đổi theo. Ví dụ như các bạn có thể nick vô cái đó, các bạn vô nick net thì nó sẽ thay đổi theo này. Đó thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái function này đi, tôi sẽ demo cho các bạn luôn. Chẳng như trong cái folder command line này thì tôi sẽ tạo ra một cái file gallery.cs đi. Rồi theo tôi sẽ có cái rsfp. Rồi theo tôi sẽ tạo ra một cái file là data.js đi. Cái data.js thì nó ở đây này.
tôi sẽ copy hết cái data nó đây qua. Rồi tính cho save này. Rồi theo tôi quay lại cái file app.js này. Rồi theo thì tôi sẽ copy cái code ở cái chỗ editor này qua này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi khai báo cái thầy của tôi. Đó, thì tôi sẽ có cái biến con index này bằng cái div thầy này, tôi sẽ copy cái dòng này qua này. Và tôi sẽ import cái div thầy này vô này. Đó, thì nó sẽ import cái hàm là div thầy của React vô như vậy, và tôi sẽ gán cho giá trị default cho nó là không như vậy. Rồi tiếp theo là cái hàm handler. Thì đây là cái hàm handler này. Và theo tôi copy luôn cái biến control này. Đó, thì các bạn gọi cái hàm handle này ở trong cái button onNick, thì button thì tôi có cái sự kiện là onNick này bằng cái hàm handle ở trên này. Thì khi gọi hàm handle này thì là chúng ta sẽ gọi cái hàm set index và chúng ta sẽ update lại cái value cho cái biến index này, là chúng ta sẽ tăng lên một này. Đó, cái chỗ này tôi sẽ cần phải import cái control list này. Tôi sẽ import từ cái file data.js này. Tôi sẽ copy chỗ này qua này. Đó, thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ có cái biến là capture, thì nó sẽ bằng cái capture list và chuyển cho cái index cái hiện tại này. Đó, và khi mà cái này nó cái index này thay đổi thì cái capture này nó sẽ thay đổi theo, và cái mấy cái giá trị như là cái name rồi cái tên của cái nghệ sĩ rồi cái index nó sẽ thay đổi này, rồi cái email rồi mấy cái description nó sẽ thay đổi theo này. Rồi tôi cho save này. Rồi theo thì cái canary này tôi sẽ đi gọi nó ở trong cái thằng index.js này, thì tôi sẽ đi gọi cái component này. Tôi sẽ comment cái chỗ này lại này. Save này. Rồi giờ tôi sẽ mở cái terminal lên và tôi sẽ rồi tiếp theo tôi sẽ chạy đồ Z của tôi lên do lên này. Thì chỗ này tôi đang đứng ở cái folder source code, thì tôi sẽ cd vô cái folder đồ Z của tôi này. Để một phút đồ Z rồi tôi sẽ có lệnh là gen tạt để tạt cái đồ Z của tôi lên. Thì cái Z của tôi nó sâu lên mà tôi chưa thấy nó sâu lên cái gì, tôi kiểm tra lại xem. Thì nó báo là cái gallery not defined, tôi cần phải import nó rồi. Tôi sẽ copy chỗ này xuống đi. Và tôi sẽ import cái gallery từ cái component. Đó, tôi sẽ import nó rồi như vậy. Từ cái gallery chỗ này tên là gallery. Đó, rồi tôi cho save này. Rồi theo tôi nên trình duyệt này. Tôi sẽ refresh này này. Đó thì các bạn thấy cái hình của nó sau đây như vậy, và tôi click vô nét này. Đó thì nó chuyển qua một cái hình khác này. Tôi click vô nét này. Đó thì nó cũng chuyển qua một cái hình khác này. Đó. Thì đây là một cái demo về cách sử dụng về thằng tay ở trong thằng React. Ngoài ra thì ở đây nó có giải thích thêm một số cái khái niệm khác như là hook này. Đó thì hook là một cái function đặc biệt mà nó chỉ có ở trong cái thằng React thôi. Thì cái khái niệm hook này tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn ở các cái buổi tiếp theo, là cái buổi
Thì ở cái buổi 16 á, thì tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn về cái thằng địa hook ở trong React này. Rồi đây thì nó có giải thích các bạn về nếu mà các bạn muốn một cái component mà có nhiều cái tay sử dụng, có nhiều cái biến tay á, thì các bạn có thể tham khảo thêm cho về cách sử dụng của nó ở đây này. Đó. Thì tay thì nó có cái tính chất là riêng tư và bị cô lập. Thì tay nó là cái biến local ở trong một cái component ở trên màn hình. Thì nó cách khác nếu mà các bạn render cùng một cái component hai lần thì mỗi mỗi cái copy thì nó sẽ hoàn toàn có một cái trạng thái bị cô lập, và khi các bạn thay đổi một cái component thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái component còn lại. Thì ví dụ như ở đây này đó, ví dụ như tôi nick cho cái nét ở cái component này đó, thì các bạn thấy cái data bên component này thay đổi, nhưng mà cái component bên cạnh này thì nó cũng là component tương tự nhưng mà nó không có thay đổi này. Rồi nét tiếp này đó, thì cái data của nó không bị thay đổi, tại vì cái tính chất của tay nó là isolate and direct, tức là nó là riêng tư và cô lập, tức là nó chỉ có tồn tại ở trên một cái component thôi chứ nó không tồn tại trên các component khác. Đó, thì bây giờ tôi xin tóm tắt lại về cái thằng tay. Thì tay là nó một cái kiểu bộ nhớ của cái thằng một cái component trong React. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến tay khi mà một cái component nó cần ghi nhớ lại một vài cái thông tin giữa các lần render. Các biến tay này thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là khai báo với lại thằng do tay hook đó. Rồi cái tay thì nó có tính chất là riêng tư và bị cô lập. Thì tay thì nó là một cái biến local ở trong một cái component thôi. Đó, thì các bạn chú ý những cái ghi nhớ này. Đó, thì như vậy là hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái khái niệm tay và hướng dẫn sử dụng cái phần trần là diu tay hook đó để mà xử lý với lại cái thằng trạng thái, xử lý cho cái trường hợp mà chúng ta cần phải update thay đổi dữ liệu ở trong cái thằng trong một cái component của React đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo là buổi 15 thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái component lifecycle, tức là vòng đời của một cái component đó. Thì bây giờ tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.